Biệt đội X6, một chương trình truyền hình thực tế hành động, đối kháng, tương tác và hài hước. Bao gồm 5 thành viên cố định là 5 nghệ sĩ với những cá tính, thế mạnh khác nhau, cùng một nghệ sĩ khách mời đặc biệt cho mỗi hành trình. Họ được chia thành các đội và cùng nhau thi đấu, đối kháng, thực hiện các thử thách mà ekip sản xuất đưa ra. Để tìm đội chiến thắng, trong 6 thành viên của biệt đội X6 sẽ có một nhân vật là nhân tố X bí ẩn. Khó khăn cho mỗi thành viên lại nhân đôi khi vừa phải trở thành người chiến thắng, vừa phải lực đẩy được nhân vật X này. Hẹn 6:15. Mà bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 7:10. Trời ơi, xô đâu không? Xô đâu? Không. Vô đây, vô ra vậy đây. Ủa mà nó bây giờ là đến giờ đi rồi, đi đến rồi. Vậy hôm nay Lan Trinh không có đi, bị đứt chứ chung với tụi mình. Trời ơi, tôi đã nói rồi, chọn Lan Trinh đi. Bà Zô nó làm việc không nghiêm túc đâu, chán ghê. Bà Zô chỉ được cái ăn nhiều thôi. Ăn nhiều mà ăn nhiều. Giờ chắc hôm nay là mình lại phải đi xa nữa. Hôm nay là đầu tiên mình được đi chơi. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Bốn đứa mình chia hai. Bốn đứa, hai chia hai gặp chơi. Chơi vậy đi. Phải linh hoạt chứ. Bây giờ đi kiếm khách mời. Bây giờ ông lên xe đi. Lên xe, chỗ đồ lên. Ngồi sao? Ngồi sao đi. Ủa đội trưởng kìa. Ừ, một mình một ghế đó, đã ba đứa hội viên ngồi có ghế chật. Đội trưởng là phải nâng đỡ nội viên. Đúng rồi. Nâng chứng. Hướng dẫn qua. Đúng. Yeah, em thua. Xin lỗi, em phải có điểm yeah. Mới qua được. Xin lỗi. Rồi. Tôi cùng tôi hận hết. Đám cửa anh đi đi đi. Bây giờ đi tới điểm khách mời. Bây giờ ai bên đội anh cần biết nhưng mà tụi mình phải giặt bắt xô. Có thể chúng ta là những người khác chiến tuyến nhưng mà riêng bắt xô mà mình phải đi đó, có cơ hội là vẫn phải đi đó, phải hành động, phải đánh đập đó. Rồi, đồng ý. Hiểu không? Rồi. Rồi. Nhớ nha, ba mặt một lời nha. Ủa? Ăn rồi, đói quá. Không. Rồi bây giờ đội trưởng nói gì đi. Ở đây là nơi chúng ta ăn sáng, nhưng mà trước khi ăn sáng là chúng ta sẽ phải tìm được khách mời trước cái đã. Và mỗi người nhìn vô là thấy rồi. Đi còn tìm cái gì nữa. Chứ có người ăn mặc kiểu hộp vậy. Quá gì. Quá gì. Thì đó bây giờ phải đoán được coi là ai chứ. Đoán đứng đây sao đoán. Sao đoán đi vô. Đi vô. Xí. Giờ nghe là đội trưởng nè. Giờ chơi vậy không có vui. Không đi vậy. Giờ cả tất cả chúng ta qua bên kia. Ngồi xuống ghế ngồi đàng hoàng. Từng người một qua đây nhìn. Tại sao ta không nhào vô lột đồ ra phát hiện cho xong. Vậy đâu còn gì vui nữa. Đi đi. Thôi đi đi. Quỳnh ác lắm đó em ơi. Bây giờ lần lượt từng người qua bên quán phở ấy. Bây giờ thứ nhất là có gợi ý gì không? Gợi ý thứ nhất, khách mời trong quán phở. Dạ, ai cũng biết rồi à. Gợi ý thứ hai. Sao mà đoán được. Sẽ có hai lần nha. Lần thứ nhất thì sẽ được ăn phở. Có thịt. Lần thứ sai lần thứ hai là ăn phở nước lèo không. Bây giờ ta tiếp cận khách mời. Cự ly gần nhất là bao nhiêu? Chỉ được đứng trước cửa thôi. Còn cự ly nhiêu là khách mời sẽ đứng sau cửa khách mời. Muốn tiến lại gần bao nhiêu khách mời tùy khách mời. Trời ơi, 10 vòng cũng chưa đoán được ba. Đẹp phải không? Ừ. Mình mà đứng trước cửa mà khách mời đi xuống bếp là tôi quay lại tôi quýnh mày nha. Tôi là đội trưởng. Tôi mệt quá. Giờ này mới tới. Ngủ quên hả? Ngủ quên hả? Em có biết là tụi anh 4 giờ không? Hả? 4 giờ sáng. Đợi em. Ha
Trời ơi, đứng đó chơi thôi. Ngủ đi, mình ngồi uống cà phê. Chứ cái vòng mà bịt hết tay chân mặt mũi, mặc quần áo gì hợm vậy, bác đứng ngay đây nhìn vô, muối lửa trong đó sao thấy. Nghĩ sao mà ngủ sưng mặt sưng mày lên vậy? Nói chung mọi lý do chỉ là lý do. Vậy đi. Không tin. Sĩ tiên, miêu tả. Miêu tả đầu tiên, thứ nhất, đó là nam giới. Và cái điều quan trọng á, lông chân quắn nữa đó. Hết. Tạm thời đoán ai? Không biết ai mà đoán luôn á. Có cho cái tên chứ để biết. Cho cái tên đi để còn biết mà ăn phở hay là ăn nước lèo không. Khó ghê vậy, không biết là ai luôn mà không nhớ đâu cái tên gì để nói luôn. Vậy là không nói được cái tên không? Không nói được luôn á. Vậy là coi như đoán sai luôn. Rồi sao? Im lặng còn hơn bị nhục. Không biết một cái tên. Mày khỏi thổi kèn, khỏi còi chứ, cái mệt quá. Ờ, cái gì mà hai ba người vậy? Ủa là sao? Hello. Phục vụ. Phục vụ. Bà chị cả này đi lâu hơn Kiều Minh Tuấn nè, có ăn gian không vậy ta? Không có thấy được gì đâu. Đúng rồi, tại bây giờ khách mời người ta thay đồ rồi, làm gì vừa cho cộng long nha mà coi nữa. Loạn rồi. Không biết ai luôn. Không phải một đứa mà bốn đứa làm đây mặt nạ chứ á. Em là có một à. Mà tại một là thằng em hơi mập mập đúng không? Lòi em ăn dài lòi chút lông chân mà nó hơi đô cao bự hơn em. Đúng rồi. Mập như cái xôi vậy đó. Không, mập quá, cái đó mập quá. Chị có hoàn toàn mập. Không, như em vậy đó. Nó cỡ như em vậy đó. Cãi nữa, tôi giật. Như em, tôi lật bán lên luôn. Kế bên, thêm một thằng ấm thơm nhát, nhỏ nhỏ con. Mình thằng nhắc, không phải vậy. Em bây giờ cái nhân viên phục vụ thiệt. Thôi, kia bây giờ là toàn nguyên nhân viên của tiệm bắt phở đó là hay đem mặt nạ hết trơn rồi. Loạn hồi tao nói loạn đi, nợ đi. Cho đi coi đi kìa. Mất quyền rồi đừng có nói chuyện. Rồi đi Thanh đi coi, chứ có đi đâu. Giờ phải cho một cái tên trước đã rồi mới người tiếp theo đi được. Coi như cái tông mình. Muốn cà phê tiếp. Ai tới tôi đi. Đoán sai đúng không? Chưa có đoán, không có sai. Coi như đoán sai. Chưa có đoán. Đoán sai. Nếu vậy Thanh, cái người đó. Thanh. Đi đó. Đi vậy. Để anh dán qua đường. Một câu sẽ đi chẳng tới cuối con đường. Vậy luôn á hả? Rồi tình cảm ấm thiết vậy là. Có người này đây hả? Hơi đen. Da rất đen. Đưa con vào mắt thôi. Cho quần coi, cho quần cái coi. Rồi. Em đã có một cái tên. Tên gì? Nói nghe coi. Cho dây em nói. Ông kỳ thị. Lập hồ nghị bàn thống. Ông kỳ thị. Bàn khách mời là ai đây? Chứ hình đó người một. Em nghĩ đó là Hoàng Phi. Rồi. Bảo lưu kết quả. Tôi đã Hoàng Phi luôn. Lần thứ hai. Chưa thấy mà. Chưa coi lần hai chứ. Chứ giờ không có đứa nào mà vậy đâu. Sai. Ra. Mất người trong đó ngồi xuống. Đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng Hoàng Phi rồi. Hoàng Phi. Hoàng Phi con ơi, đi về với gia đình con. Sao mà tôi dở dữ vậy nè. Trời ơi, tôi chưa thấy mà phục vụ nào mà lố lăng như vậy. Nè. Hồi nãy tôi không có coi người này. Rồi, bây giờ tôi đi kiểm chứng, tôi nói tên luôn nha. Nào, cậu bé số 13, có phải là con đó không? Nếu là đúng là con á, thì con hãy gật đầu đi. Đứng lên cho lòng chân.
Đúng rồi chị ơi, đúng rồi chị ơi. Vậy là đội nào thì rốt cuộc là tôi sẽ là đội trưởng đội nào đây? Hả? Chưa. Đội của chị. Trời ơi, sao lật lọng, sao muốn làm gì làm vậy? Cái người đấy là khách mời, thì Linh theo đội của khách mời. À vậy hả? Đúng rồi. À, đúng rồi, à, đúng rồi. Em đón sai em ơi. Anh thấy buồn của em không à? Đừng nhìn tao tao có quyền lợi gì đó. Đây là quán của chú mình. Ủa vậy hả? Hả? Ăn gì? Ủa ăn sáng rồi hả? Chưa chọn hành chi sao ăn sáng lẹ? Ăn xong rồi chọn chợ ăn uống đi. Đúng rồi đó. À, một bái nè. Đội trưởng 29 cân. Nhưng mà chị Cát Tường, tao nhờ đáng sai hai lần nè. Thì dĩ nhiên cuối cùng chị Tường là chị không đáng đúng ai. Rồi bây giờ làm, bây giờ làm ba tô đi. Không. Làm ba tô thôi. Bạn này đáng ngay lần đầu tiên mà cho bạn ấy câu hỏi đi được. Rồi, một tô chín là đang chín rồi. Rồi, chín lít bánh. Bạn này đáng trúng lần thứ hai này cho bạn ấy câu hỏi không thật. Rồi, không bánh cho bạn không. Người ta không bánh. Không bánh. Rồi, chờ xíu cố lên. Chị ở đó cùng là em về hả? Chắc là về đội với chị á. Chị em thấy là có lẽ thôi. Không nên cho qua em đây. Có lẽ ba này. Nè, đi qua bên kia. Dơ bầu không khí em. Đi. Bô là ai không kém? Ờ, dầu. Ờ, một bánh. Mười ba. Ủa bánh phở này do em ăn gì đó. Phi ơi, Phi ơi, Phi, cái này nó không có chín Phi ơi. Hả? Đâu có chín em ơi. Trời ơi, ăn tay chút đi. Xích bánh này ngồi ngoài cộng, cộng vậy luôn hả? Chịu cho em mùi em nhúng cái vậy. Cái này không phải được tái, cái này được sống mà. Không. Mọi người nhìn cái chén mà trời ơi, đầy đủ bánh phở, hành, nước lợn. Bánh phở em đếm được lần 1, 2, 3 công cũng. Trời ơi. Hồi nãy Tuấn kêu là gầu nhưng mà không có nói là làm chín hay không thì tôi là ăn tái được. Tôi cảm giác giống như là cái món này làm BBQ vậy đó. Chuẩn bị đưa lên cái bàn nướng vậy đó chứ không phải là để ăn. Tại mọi người nói chuyện nói đang chứ tôi làm theo ý mọi người chứ tôi không làm sai gì đâu. Một tô mà sao cho có một chén vậy? Trời ơi ăn nhiêu đây thôi. Đi. Ủa còn bên kia được ăn gì vậy? Ở đây còn có một chén này gì đâu. Trời ơi tôi nổi da gà má ơi. Trời ơi. Ủa mày nói cái gì vậy? Tao nói cái gì để lạ. Ủa sao mà không vui vậy con? Đầu tiên tôi đi trễ. Dạ không, cái gì? Thấy nó đậm quá vậy? Em chỉ muốn ăn cái tô cũ khách quá à, hẹn chị có đem nước chấm rồi nên nó đậm quá vậy. Trời ơi, tôi đang cố ăn hết chén tương. Đáng lên tô, bữa ăn sáng nhịp vào. Còn phần ăn đang có mặt tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài. Sau một cái chuyến đi dài là chúng ta đã nguội còn tiếng mấy? Đã nguội nguội rồi nhưng mà đợi bệnh sao chứ đội tôi còn nóng lắm. Còn nóng. Nếu vậy thì chúng ta sẵn sàng bước vào cuộc chơi của ngày hôm nay. Nhiệm vụ thứ nhất, chụp ảnh cùng khu cao cổ. Trong thời gian tối đa 15 phút, hai đội phải tìm mọi cách sao cho có thể chụp hình được cái con khu cao cổ. Theo yêu cầu sau đây, phải có ít nhất một thành viên cùng ba con khu cao cổ trong hình. Hoàn thành thì được 5 điểm. Chụp ảnh đang buộc được nơ của mình vào cổ con hưu, hoàn thành được 3 điểm. Là bắt đầu từ thời điểm bây giờ đúng không? Bắt đầu từ thời điểm bây giờ. Đây. Ba con hưu luôn hả? Đây. Em cho anh tới cái chuồng hưu cao cổ nha. Mẹ đi, đừng có cho ai đi nữa hết, nhanh lên em. Rồi. Ta đi.
Yêu dấu không có tại em hết chưa? Em thấy tại em chưa? Mình phải đi chung với kẻ thù rồi. Hay là vậy? Ý, 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 ý. Đi, đi chị ơi. Đi anh ơi, chở em tới chỗ khu cao cổ. Chở tới chuồng khu cao cổ. Ôi, có cặp đôi đang bộ, đang lết bộ. Ủa, đội trưởng, bộ nha. Lên ông Mai ơi. Lên. Mẹ bên đây nè, mẹ bên đây nè. Tấn ơi, tôi kêu xe tới đón bạn rồi nè Tấn. Tấn ơi, mình lát mình xuống mình bàn cái kế hoạch cái Tấn ơi. À, tôi có một kế hoạch kiếm điểm nhẹ nhàng. Kế hoạch này dễ lắm. Nhảy xuống chụp liền. Rồi, quá dở. Nhanh. Có bể luôn nè, nhảy lắm bể. Mình đứng ngay vị trí này nè. Trời, đứng yên chị, đứng yên chị. Đứng yên. Mình không lường trước trường hợp là nó tiến thẳng với hướng mình. Từ từ, nó rất là sợ. Nó đi theo đàn. Ê Tuấn, nó mà la lên cái là tao chạy, mày kéo tao lên cho Tuấn. Buộc càng nhiều nó càng tốt. Sao chị buộc được? Vậy thôi để em buộc. Mày buộc đi tao chụp cho. Vậy thôi hai bay đi. Chị. Em chụp tổng thể đi rồi mình rớp lại để mình... Mấy gì? Mấy gì? Rồi, đủ rồi, phía em. Đủ chưa? Trời ơi. Trời ơi. Kìa kìa, đang chạy tới. Chui xuống hầm, chui. Chị coi bây giờ á, cái phần mềm của chị á, có cái nào buộc nơ được không? Có cái kiểu phần mềm nó gắn cái nơ vô. Thúy ơi! Ba con chưa? Rồi. Đúng rồi. Không có gì hết. Không có chỗ nào để có thể giải quyết được chuyện đó. Lấy 5 điểm thôi. Ở đây nó có con hưu sao mà nó không có chột được. Tại vì nó nhát lắm. Hưu sao mà bằng tượng. Ngay từ cái cửa đi vào á. Mày nhớ không? Đi ra ngoài. Mình đi lặng ra bộ, mình đừng quan tâm gì hết nha. Hiểu không? Hu ơi. Hu biết nó kêu sao luôn. Vô cảm quá vậy mấy con. Lấy đồ ăn. Hay là mình kiếm con gì mình đặt tên nó là Hu rồi mình cột đại đi. Con chó gì đó đó. Đặt tên chó tên là Hu. Con Hu. Hay là bây giờ mày cột ta đi, ta đang khóc Hu. Biết không? Mấy em này á là mấy em mới được đem về cho nên là thứ nhất là nhát, thứ hai là chưa huấn luyện được. Cho nên là cái việc mà mình đeo được nơ, em nghĩ có một sự lắc léo nào đó. Chứ mà tại sao mình không tìm hình hay như thế nào đó? Ý là sao? Ý là buộc lên hình con Hưu cũng được á hả? Đúng, tại sao mình không thử? Có cái hình con Hưu đằng kia kìa. Hình trên tảng đá đó. Mà họ vô mà cãi á, thì dù mà mình chụp cái tượng á mà người ta nói là cái này là tượng con Hưu chứ không phải là con Hưu, thì mình sẽ nói là cái tượng con Hưu là có chữ con Hưu trong đó rồi, đúng không? Mình phải nắm tình hình để mình cãi một lần cho nó gọn. Ở đây nè, kia một nuôi. Trời ơi. Trời, xong kim cơm. Cầu cổ. Rồi lẹ chụp lẹ. Làm cái động tác đang cầu cổ nha, đang gút á, tại vì trong đó kêu chụp hình đang cầu cổ nha. Rồi về, về. Trời. Rồi. Đứng được không? Rồi chị giữ một cái đầu dây. Đi. Được không? Đâu rồi. Ủa mày qua tới bên đây chưa? Rồi, chị cứ đứng đó. Chị đang buông hai tay rồi đó nha. Rồi em đang ôm. Ok, đợi tụi em xong rồi. Ai kiểm tra vậy? Đội em xong rồi.
Trời thương quá à. Thấy cổ đâu bự như vậy, phải cột đúng ngay cổ luôn á mới được á. Tại sao còn có đít con cổ vậy? Sao vậy? Ngay cổ chưa? Ngay cổ chưa? Có ít nhất một thành viên cùng ba con hưu cao cổ trong hình đúng không? Ừ. Hoàn thành được 5 điểm, có hình chưa? Ờ, đưa hình cho người ta coi đi, tao không nói này nó nọ. Mấy con? Ba con đúng không? Bên đây cũng vậy. Đâu? Đó. Ủa sao con có đít không vậy? Ủa đâu có nói là mày dùng cái cam cái mặt nào? À, hình hai. Đúng rồi. 5 điểm. Rồi, chúng ta lại 5 điểm đúng không? Rồi, chụp ảnh đang buộc nơ của mình vào cổ con hưu. Hưu sao, hưu nai hay là cao cổ gì cũng là hưu đúng không? Cái đó bạn đọc mà tôi đọc hết. Cái bạn giải thích của đâu hình của bạn đâu hồi nãy tôi đưa trước nè. Đây khỏi, bạn chỉ cần chỉa lên nè, trong đây ghi là chụp ảnh đang buộc nơ. Đang. Đang buộc. Trời hình này mà đang gì, hình này đứng kế buộc xong rồi đứng chụp nè. Cái tay còn đang giữ mà. Bậy nè. Ai quy định? Kính thưa quý vị. Đây. Hình đang cột. Đang cột. Đang cột. Đầu cuối không thấy mặt. Thấy không? Nó giữ một đầu dây. Nơ đâu? Đang. Đang cột. Vậy tôi cũng đang cột vậy. Không, đã cột, cái đó là đã cột. Ủa ai quy định? Đang cột. Trong đây ghi mà, trong đang buộc. Không, ý là ai nói là cái hình thái là bên chị Tường không là đang buộc. Không, tại nè, lực là chị Tường đang buộc. Đang. Đây nè. Cái này là buông xuôi tay tất cả. Đây nè. Bỏ nghe. Nè, buộc xong rồi nè. Khi đã buộc xong cái mối rồi thì mới bỏ tay ra, cứ là tính là đã buộc rồi chứ không phải là đang buộc. Tại sao bạn cho dùng từ đang? Đó, quan trọng là dùng từ đang. Chính xác là tôi bấm hình là hành động của chị đang để đang ra sao để. Nhưng mà cái hình người ta canh để coi cái nơ đó. Người ta cần cái hình. Đúng rồi, cái nơ đó có chuẩn chưa? Người ta cần. Đội mình đúng rồi, bạn cãi hoài cãi vậy. Khoan, với lại thêm một cái nữa. Cái hình của tôi là đang cột con hưu. Con này con gì? Con hưu. Nhưng mà cái hình. Cái này là cột đá chứ con hưu gì? Đúng rồi. Con hưu nằm trong đá. Đúng rồi. Vậy là vậy nè, ta nói vậy. Còn cái mình của người ta thì kêu cái cổ. Trời ơi, cái cổ người ta. Trời vậy mà dám kêu cái mình. Cái mình là nó khúc dưới cái chỗ tròn tròn ở dưới. Cái lưng luôn rồi. Trời ơi. Bây giờ là cái này cũng gọi là cổ. Để cho ban tổ chức quyết định. Đúng không? Hey. Chụp cái con hưu này thì ban tổ chức chấp nhận, nhưng mà về chữ đang thì đúng là với bức ảnh thế thì đấy không thể coi là đang được. Yeah. Ok, vậy là mình được nhiêu? 8 điểm em. Mấy điểm Thanh? 8 điểm. Ủa, còn bên kia nhiêu điểm vậy Thanh? 5 điểm. 5 điểm. Thứ không biết cộng. Em đẹp mà còn quá nữa Thanh. Phối hợp bịt mắt nhặt đồ, mỗi đội được cắt một xe trợ cỏ, hai sợi dây thừng. Cột mỗi dây vào một đầu xe. Các thành viên được phân công như sau: một người bịt mắt ngồi trên xe, chân không được chạm đất, hai người còn lại ở mỗi người ở mỗi đầu kéo xe đi lại để di chuyển xe, và để người bịt mắt đi nhặt các món đồ trên sân cỏ. Thì tới là 7 phút đều là nhặt được nhiều đồ hơn thì thắng được 5 điểm. Ok. Này nhanh hơn thôi. Em ơi. Cái này dễ. Hai người đẩy đi. Cho nó nhẹ. Lấy cái hộp trước để đựng đồ nhiều vô. Lấy cái gì? Cái hộp trước. Khi em lấy được cái hộp, em sẽ mở cái hộp ra để em bỏ được nhiều quanh. Cái nón thì cứ đội đi. Bên kia. Ồ, bên kia tao chuẩn bị túi đồ kìa mọi người ơi. Người ta cục túi, cục nải đồ kìa. Ồ, quá trời. Bên kia, ai sẽ là người ngồi trên xe? Tại vì cái ngồi trên xe cần đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn và nó khó có thể dẫn đến té nữa, nên tôi đề nghị sĩ Thanh. Cố lên Thanh. Ủa, anh sẽ kém với cái này cho em, ok? Ok. Bên tôi thì cũng giống như suy nghĩ của đội bạn thôi, tôi đề nghị chị Cát Tường. Bắt đầu. Rồi. Quá. Từ từ. Tay trái của em. Ở trên. Đó, hiểu không? Rồi, hiểu. Trái. Rồi, bên kia còn luôn. Bên kế bên luôn. Chân bên phải. Đúng rồi. Rồi trước mặt nào, khoan, trước mặt lấy cái luôn nè. Thọt lên trước. Trước xíu nữa. Rồi, đúng không? Rồi. Chị bên phải nữa chị á, bên phải nữa chị. Đó, nguyên một đống luôn, nguyên một về đó. Mày xuống đây nè mày. Đó, một về luôn, chị cứ để tay đi. Mày giữ dây mày. Giữ. Ngay bên phải. Kéo lên đi mày, kéo lên. Kéo lên mày. Làm gì vậy trời? Kéo cầm 2 giây.
Rồi kéo. Rồi. Trước mặt luôn. Hợp. Hợp. Rồi. Rồi. Tuấn ráng kéo dùi. Rồi cái nít qua đây hốt bên đây nè Tuấn. Kéo mạnh về tay trái nha. Ê. Kéo mạnh về tay trái nè. Khúc nó nhiều quá. Thẳng luôn, thẳng luôn. Để thẳng lại. Kéo bên phải một chút. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Địa bàn ở dưới là của Tuấn đó Tuấn. Rồi. Nè, rồi, ngay bánh cho phải ờ nó. Rồi, 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 rồi. Dưới bánh xe luôn, dưới bánh xe luôn. Dưới bánh xe. Trên nữa. Rồi. Trước bên trái, trước bên trái. Trước bánh xe. Rồi bánh xe, rồi đúng. Rồi, kéo. Rồi. Rồi. Tiếp tục. Trước bánh xe bên phải. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Bánh xe bên phải, bánh xe trước bên phải á. Trước bánh xe đó. Rồi. Kéo lên luôn mày, kéo lên thẳng luôn mày. Rồi, bên trái, bên trái. Nghe lại. Rồi, bên trái, bên trái, bên trái, bánh xe bên trái. Chị sờ ngay cái bánh xe trước. Ừ, đúng rồi. Chị từ từ. Rồi, thả lùi nha mày, thả lùi nha mày. Thả lùi luôn, rồi. Rồi, rồi, kéo nữa đi bạn. Hốt mấy cái bánh. Rồi, hốt phải em, dưới chân phải em, dưới chân phải em. Rồi, hai người đụng nhau rồi chơi nè. Giành nhau chơi nè. Phải, giơ thẳng thì phải, bên với bên. Rồi ngay một trái phía trước có một trái nữa luôn. Ngay cái tay đó luôn. Ừ. Đó đó, đưa tay dài ra chút xíu. Đó, lùi tay lại, lùi tay lại. Bên phải cứ đưa hai hết cỡ hết. Đó. Lùi tay lại, thu tay lại. Đó. Bánh xe bên phải, bánh trái. Dưới bánh xe cơ dưới bên phải. Đó. Quá trời quá đất luôn, chị lấy được chị lấy. Đó, nguyên trái banh bự đó, thấy không? Rồi đó. Em rồi phía sau chị á. Rồi lại cái banh bự đi. Rồi để sao luôn. Để sao cái chỗ cái gờ để cái chân á, cái gờ để chân á. Rồi đi. Rồi. Quẹo. Well. Rồi. Sức sắc em ơi. Mình đếm đi, mình đếm ai còn nhiều nhất thì thắng thôi. Ừ. Rồi bên kia cứ anh một món để tôi đếm một ra. Ok ok, giờ mình thảy đồ ra đi anh ơi. Rồi. 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Rồi 36 36 37 37 Ờ, chứ bệnh chắc hết đầu rồi á. Hên quá, còn trái vú sữa. 38 38 Ba Trinh à, hãy đỡ chân mít của tôi đi. Hãy đỡ chân mít của tôi đi. Thông báo cho cả hai đứa biết, trái mít là nó dùng ở đây, không phải của ban tổ chức. Lụm trái mít em ơi. Bên tay trái, tay phải, dưới tay phải, chơi mít, chơi mít. Rồi, 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 bỏ sao, đừng bỏ đó nữa. Không có điểm thì ăn điểm. 38 đều. 38 đều. Rồi, bây giờ tổng kết điểm là chúng ta đều hòa nhau ở tỷ số 38.